thịt cà rốt mình mèo. Hoặc là mình có thể bỏ thêm trứng. Mình làm bột là mình vô nước, rồi mình vô muối, rồi là mình vô đường cát. Là ăn thua nó cái bén. Vô bụng nở. Nghe dễ mà. Dạ, một cái bình báo đi là 5 ngàn, từ Huế mình là ăn bánh bình dân rồi. Từ khi bỏ vô mà tới khi chín, nước nguội là 45 phút, còn nước nóng là 30 phút. Làng em làm mình báo mà. Mình báo là mình làm em đấy đi khắp vùng được. Hồ Văn Hiếu năm nay 30 tuổi, nhưng đã có 18 năm làm nghề bản bao. Từ khi còn là cậu bé 12 tuổi, Hiếu đã theo chân những người họ hàng vào tận Quảng Nam để mưu sinh với nghề này. Cho đến khi lập gia đình, vợ chồng anh lại quay về làng, mở lo tại nhà. Hồi xưa cũng ra em đi bán bao đợi mấy ông anh với chưa em đi theo nghề cơ. Buổi sáng mình phải đi chợ lấy lì thịt rồi cào thịt rồi luộc thịt rồi xác thịt rồi phải sấy đồ nữa. Sáng vừa em dậy khoảng 5 giờ dậy làm tận luộc thịt đồ nữa. Rồi 8 giờ em dậy em làm. Em làm cái nhân cái nhì thôi, con vắt bánh thì thua chồng em xa. Rồi vì nấm mèo, vì thịt, vì hành lá thôi. Bột mới có bột mèo vô vì khẽ vô cái tận đồ nữa. Có bột dày thơm ngon. Từ 5 giờ sáng tới giờ, vì bạn mừng, cỡ mừng vì đi bạn hến vui về 90 giờ nữa. Có khi hến khi từ 1 giờ tới 8 giờ là em về. Mà bữa nay thời điểm ấy là từ 1 giờ mà tới 10 giờ tụi em mới về được. Thường là không đọc được bao nhiêu? Từ tiền vốn đó là khoảng thu nhập 6-8 á. Dạ ra về trong. Đi bán bánh đi những cái điểm mô. Dạ điểm ngoài Dương Tương, biển Hùng An, về Phú Bài, về Lương Cô nữa. Đi nhiều nữa. Dạ. Thu nhập chính từ nghề làm và bán bánh bao giàu, vợ chồng Hiếu nuôi 4 đứa con, mẹ già. Kinh tế cũng khá ổn định. Tuy nhiên, đang vào mùa đại dịch, lượng bánh bao của vợ chồng Hiếu bán ra cũng hao hụt hơn trước khá nhiều. Từ 400 đến 500 cái mỗi ngày, nay hai vợ chồng chỉ làm khoảng 300 cái. Đảm bảo cả khâu vệ sinh sạch sẽ trước khi đến tay người dùng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Phú An, hiện làng An Truyền có khoảng 100 lò bánh bao với 300 người làm nghề bán bánh bao chào tại thành phố Huế và các vùng lân cận. Không chỉ người trẻ, những người lớn tuổi cũng gắn bó với nghề này. Hồi xưa là chú làm nghề y, chú y sĩ. Thì thất thế. Chỉ có nghề bánh bao thì cái đời sống kinh tế hẳn có là có khá hơn, thoải mái hơn. Nên đây là có làm, hiện tại thì là có làm hai loại. Loại bánh 5 ngàn, bánh 10 ngàn. Vốn thiếu mấy, khoảng 200-300 rồi là nhiều rồi. Sau lại cuộc sống khá hơn. Sau lại vì mấy nghề khác là khá hơn. Khoảng 1 giờ là mình đi. Đi từ mình đây về thầu Phú Bài. Đi bán quán nữa. Nói chung thì hàng phù hợp vì mình thôi, sức khỏe mình yếu đứng con là mình có thể đi làm cái đi được, chứ con đi làm thuê là mượn đó rồi. Sức khỏe kém hơn.
Buổi sáng với sự giúp sức của vợ, ông Huy làm khoảng hơn 100 cái bánh. Buổi chiều rong ruổi bạn giàu, túc tắc cũng kiếm được từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi ngày. Nghề làm bánh bao khá nhẹ nhàng, nguyên liệu đơn giản, dễ mua, dễ làm. Đồng vốn bỏ ra cũng ít. Mọi thứ đều được chuẩn bị vào buổi sáng để đảm bảo thực phẩm tươi ngon. Sau đó bắt tay vào cả công đoàn làm nhân. Bột mì đã trữ sẵn trong nhà, đem ra nhồi với muối, đường, nước và một ít bột nở. Sau đó là công đoạn bắt bánh. Cùng bột mì, thịt, cà rốt, nấm mèo, hành lá. Nhưng mỗi nhà lại có thêm một chút bí quyết riêng. Ngay cả cách bắt bánh cũng không hoàn toàn giống nhau. Ở làng Chuồng, cảnh đàn ông bắt bánh còn khéo hơn cả phụ nữ. Thịt, cà rốt, nấm mèo, có trứng là vừa lô. Còn lại mình tự sắc. Tự sắc, tự làm, tự xử luôn. Tự đi chờ luôn. Tự đi chờ luôn. À, trong nhà chú là trừ là hai người làm, chú và thằng rể. Không có nghề mà đi theo nghề ông ngoại đấy. Ông ngoại dạy à? Ông ngoại dạy nghề cho. Mục đích làm mình bao là sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh cho khách hàng ăn được ngon miệng. Thì chú làm nghề bánh bao đi như vậy là tròn 10 năm trường rồi. Bánh sau khi nhồi nhùi vào trong và hoàn chỉnh cho chiếc bánh thật tròn trịa, kín miệng, sẽ được ủ trong vòng 15 phút cho bột vừa nở. Sau đó thì bỏ vào nồi và hấp trên lửa từ 30 đến 45 phút. Lửa phải đều, đượm thì mới cho một mẻ bánh ngon và đẹp mắt. Mười hai giờ trưa, sau bữa cơm chính trong ngày, chủ nhân của các lò bánh bắt đầu chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Củi, lò lửa, một chiếc nồi hấp nhỏ và một chiếc tủ kính để chưng bánh là những thứ không thể thiếu cho một chuyến đi. Đôi khi đến 10 giờ đêm vẫn chưa về tới nhà. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Chuyến xe của Hiếu hôm nay thẳng đường về Thuận An. Bãi biển mọi hôm rất đông khách, có thể bán bánh một cách khá thuận lợi. Thì nay mọi thứ không như trước. Đeo khẩu trang cẩn thận, khâu lấy bánh cũng không trực tiếp bằng tay. Trong mùa đại dịch, nghề bán bánh bao chào cũng là một cách trung chuyển thực phẩm đến tận nhà cho khách hàng khá an toàn với giá cả phải chăng. Không may mắn như Hiếu, chuyện bánh bao chiều nay của chủ Toàn là ít suôn sẻ.
gần 3 tiếng đồng hồ rong ruổi, chủ mới bán được chiếc bánh đầu tiên. Làm như vậy là 6 cân bột một ngày. Vì là thêm từng rễ 6 cân nữa là 12 cân một ngày. Dịch rí thì nói chung có hơi ế. Đắc về sớm mà tệ về chậm lại. Tệ biết là thương rồi chứ. 11, 12 giờ. Giống như bị dịch như khách họ đi đường đi chơi rồi mình bán được chút nhiều hơn. Giống như dịch tí họ ở nhà họ đóng cửa với đô họ ít ra đường á, nên bán ế hơn. Nên mình đi số lượng ít bán hơn. Thì ít tiền hơn. Đặc trưng của nghề bánh bao làng chuồng đó là khép kín trong gia đình, không tập trung đông người. Nhà nào làm, nhà đó đi bán, không phân phối cho bàn hàng. Họ cũng tự chịu trách nhiệm về nguồn sản phẩm của mình. Trong mùa đại dịch Covid, ai cũng có ý thức tự giữ gìn sức khỏe của bản thân để không gây ảnh hưởng đến khách hàng và để giữ được công cuộc mưu sinh khó khăn của mình. Thường là bạn tầm 7, 8, bữa nay còn cỡ tầm 3, tầm 2 vậy. Mình chọn nghề khác. Dạ, nghề mình yêu thật rồi. Giờ chứ mình là cái tuổi già rồi, mình làm để mình giữ lại cái truyền thống bánh bao. Trời mà ấm u vì lạnh vì đó là bán được hả? Còn nặng quá thì họ ít ăn. Đúng là vất vả thiệt. Nhưng mà cái nghề của tụi em thì tụi em phải chấp nhận thôi. Nghề thì yêu nghề, mình yêu nghề thì còn đói. Bánh bao làng chuồng không quá đặc sắc về chất lượng cũng như hình thức, nhưng nó dân dã, dễ mua, dễ bán, không có chất bảo quản và hoàn toàn làm thủ công. Ít người biết rằng, nghề bánh bao cũng đã theo chân người làng đi lập nghiệp ở khắp các tỉnh thành trong cả nước và nuôi sống biết bao thế hệ dân cư sinh ra, lớn lên từ ngôi làng ven đô này. Bao đây. Bao nào, bao.